Alo, chào mọi người nha. Hôm nay xin quay cái máy rửa xà bông đơn nè. Máy rửa xà bông đơn để đi về cho khách ở Nha Trang, Khánh Hòa. Thì máy này nó chỉ có một ngăn duy nhất là cái ngăn rửa chổi. Ngăn rửa chổi bằng nước rửa bát, nước xà bông. Đó, này xà bông nè. Thì khi mà mình bỏ cái bình này vô á, khi mà mình bỏ cái bình này vô thì chỗ nó sẽ quét bên trong bên ngoài, nó phun nước bên trong bên ngoài luôn nha mọi người nha. Đó, máy này nó có một cái chậu chứa nước rửa bát. Có một cái chậu này, chậu chứa nước rửa bát nè mọi người. Sau khi nước rửa bát mà mình pha vô, mình bỏ vô cái này, cái ống 114. Đó, nước rửa bát mình pha mình bỏ trong đây. Đó. Mình pha một lần mình bỏ vô đây thì mình chạy khoảng một buổi hay một ngày gì đó, thì cảm thấy nước rửa, chừng nào cái nước trong bình nó vô thì mình xả van đáy đó mình bỏ. Van đáy đó mình xả bỏ. Rồi vậy đơn giản vậy thôi. Ở đây thì khách đặt cho mình cái máy chạy điện 3 pha. Nếu mà nhà ai không có điện 3 pha thì chạy điện 1 pha vẫn ok nha mọi người nha. Chạy điện 1 pha vẫn bình thường, không có gì thay đổi hết. Đó, cái tủ điện, tất cả các chi tiết máy đều làm bằng inox 304 hết nha mọi người nha. Trên đây thì nó có cái mặt kính rất là đẹp. Đó, mình bỏ bình vô thì mình đậy nắp thì nó sẽ chạy tự động. Nó chạy tự động. Đây thì nó có hệ thống nhông xích nè mọi người. Nhông xích nè, nhông xích chạy rất là êm luôn. Nhông xích chạy rất êm. Đó, xà phòng nó bơm lên thì nó sẽ hồi lưu về cái bình lại. Nó sẽ hồi lưu về cái bình trước xà bông đó. Bình dưới xà bông đó thì bơm nó sẽ hút nó quăng liên tục nha mọi người nha. Hút nó quăng liên tục. Đó. Xà bông nó quăng lại liên tục luôn nè. Nếu mà mọi người sợ xà bông nó ăn tay á, thì dùng cái máy này là ok luôn. Dùng cho những cái bình mà nói chung là nó thuộc dạng là cần cái độ sạch sẽ thì nên sử dụng cái máy này. Máy này rửa rất là sạch. Tại nó có cái nước rửa bát này, nó vô nó tẩy ba cái rong rêu hay là chất bẩn gì trong bình, nó rất là sạch luôn á. Đấy. Ở đây có cái cạc tê này mình có thể mình tháo ra được. Đó, mình tháo mình lấy nắp ra được. Đó. Bên trong có motor kéo và motor bơm. Mình đậy lại cho nó nhìn nó gọn. Này chắc nó để vô vậy mới dặn. Ngắn quá. Con ốc nó hơi ngắn á. Ốc nó hơi ngắn. Cái bồn mà chứa xà bông này chắc nó chứa khoảng 30 lít nước không này đó. Rửa một buổi vô tư. Khi nào mà cảm thấy nước xà bông nó dơ rồi đó, mình mới tháo ra mình bỏ đó. Cái này là mà khách đã có cái máy rửa bình thường rồi, cho nên đặt thêm cái máy rửa xà bông này để rửa cái bình nó sạch hơn đó mọi người. Chứ bình thường ví dụ như mọi người muốn rửa xà bông này thì phải đặt cái máy 3 ngăn như bên này. Đó. Máy 3 ngăn như bên này. 3 ngăn bên này thì nó sẽ giải quyết cái bình một cách triệt để luôn. Là sau khi rửa xà bông xong. Sau khi rửa xà bông xong rồi sau tới cái khâu mà nó rửa bằng chổi, nó rửa sạch. Đó. Sau khi rửa xà bông xong rồi tới cái khâu này nó rửa chổi, nó rửa rất sạch nè. Rửa nước sạch xong rồi lại tráng cái lo bên B. Đó. Tráng mình gọi lo mình bê xong rồi đưa qua mấy chiếc rót. Nè, mấy chiếc rót. Mấy chiếc rót này nó sẽ tráng nước RO lại. Mấy chiếc rót tráng nước RO lại.
tráng nước rửa xong á thì nó đưa qua chiếc rót luôn và nhà bạn dặn nắp luôn. Máy này cũng đang hoàn thiện, cũng gần gần xong rồi nè. Đó. Ai đang xem kênh nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Trở lại máy rửa xà bông để giao cho khách ở Nha Trang. Đó. Bỏ vô vô chỗ nó quét. Bình nó chảy phà phà luôn nha mọi người. Nước xà bông văng tá lạ luôn. Bình nó chảy phà phà luôn. Bình chạy rất là ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình nha. Chào tạm biệt mọi người. Xin kết thúc kênh ở đây. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Đó, máy rửa xà bông. Rồi, xin tạm chia tay đây nha mọi người nha.